Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tín nguyện buổi sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày, để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn, Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn, và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Thi Thiên 48. Đức Giê-hô-va là lớn, rất đáng được ngợi khen, trong thành của Đức Chúa Trời chúng ta và tại trên núi Thánh Ngài. Núi Si-ôn đẹp đẽ nổi lên về phía Bắc, là kinh đô của vua cao cả và là sự vui vẻ của cả thế gian. Trong những đền các thành ấy, Đức Chúa Trời đã tỏ mình ra như một nơi nương náu. Vì kìa, các vua đã hẹn hò cùng nhau đi qua. Họ thấy đến bèn sững sờ, bối rối rồi mau mau chạy trốn. Tại nơi đó sự run rẩy áp hãm họ. Họ bị đau đớn khác nào đàn bà sinh đẻ. Chúa dùng ngọn gió đông đánh bể các tàu Ta-rê-si. Điều chúng tôi có nghe nói thì đã thấy trong thành của Đức Giê-hô-va vạn quân, tức là trong thành của Đức Chúa Trời chúng tôi. Đức Chúa Trời lập thành ấy vững chắc đời đời. Hỡi Đức Chúa Trời, tại giữa đền thờ Chúa, chúng tôi có tưởng đến sự nhân từ của Chúa. Hỡi Đức Chúa Trời, danh Chúa thể nào thì sự ngợi khen Chúa thể ấy cho đến các đầu cùng trái đất. Tay hữu Chúa đầy dẫy sự công bình, vì cớ sự đoán xét của Chúa. Nguyện núi Si-ôn vui vẻ, các con gái Giu-đa mừng rỡ. Hãy đi chung quanh Si-ôn, hãy dạo vòng thành, đếm các ngọn tháp nó. Hãy chăm xem các đồn lũy, xem xét các đền nó, hầu cho các ngươi thuật lại cho dòng dõi sẽ đến. Vì Đức Chúa Trời này là Đức Chúa Trời chúng tôi đến đời đời vô cùng. Ngài sẽ dẫn chúng tôi cho đến kỳ chết. Chương 10. Trong thành Cesare có một người tên là Cornei, làm đội trưởng của đội binh gọi là Italy. Người vẫn là đạo đức, cùng cả nhà mình đều kính sợ Đức Chúa Trời. Người hay bố thí cho dân và cầu nguyện Đức Chúa Trời luôn không thôi. Đương ban ngày, nhằm giờ thứ 9, người thấy rõ ràng trong sự hiện thấy có một vị thiên sứ của Đức Chúa Trời vào nhà mình và truyền rằng: Hỡi Cornei. Đôi mắt người ngó chăm thiên sứ và run sợ lắm, thưa rằng: Lạy Chúa, có việc chi? Thiên sứ nói: Lời cầu nguyện cùng sự bố thí ngươi đã lên thấu Đức Chúa Trời và Ngài đã ghi nhớ lấy. Vậy bây giờ hãy sai người đến thành Giô-bê, mời Si-môn nào đó cũng gọi là Phi-e-rơ. Người hiện trọ nơi Si-môn là thợ thuộc gia, nhà ở gần biển. Khi thiên sứ là đấng truyền cho người đã trở lui, thì Cornei gọi hai người trong đám đầy tớ mình và một tên lính tin kính trong những lính thuộc về mình mà thuật lại mọi điều cho họ nghe, rồi sai đến thành Giô-bê. Bữa sau, trong lúc ba người ấy đương đi đường và đã đến gần thành, vừa nhằm giờ thứ 6, Phi-e-rơ leo lên mái nhà để cầu nguyện. Người đói và thèm ăn. Khi người ta đương dọn cho ăn thì người bị ngất trí đi. Người thấy trời mở ra và có vật chi giống một bức khăn lớn níu bốn chéo lên, giáng xuống và sa đến đất. Thấy trong đó có những thú bốn cẳng đủ mọi loài, côn trùng bò trên đất và chim trên trời. Lại có tiếng phán cùng người rằng: Hỡi Phi-e-rơ, hãy dậy làm thịt và ăn. Song Phi-e-rơ thưa rằng: Lạy Chúa, chẳng vậy, vì tôi chẳng ăn giống gì dơ dáy chẳng sạch bao giờ. Tiếng đó lại phán cùng người lần thứ hai rằng: Phàm vật chi Đức Chúa Trời đã làm cho sạch thì chớ cầm bằng dơ dáy. Lời đó lặp lại ba lần, rồi vật ấy liền bị thâu lên trên trời. Phi-e-rơ đương nghi ngờ về ý nghĩa của sự hiện thấy mình đã thấy, thì các người mà Cornei sai đi đã hỏi thăm được nhà Si-môn và tới đứng tận cửa. Họ kêu và hỏi đây có phải là nơi Si-môn tức Phi-e-rơ ở chăng? Phi-e-rơ còn đương ngẫm nghĩ về sự hiện thấy đó thì Đức Thánh Linh phán cùng người rằng: Kìa, có ba người đương tìm ngươi. Vậy hãy đứng dậy xuống mà đi với họ chớ hồ nghi, vì ta đã sai họ đó. Phi-e-rơ bèn xuống cùng họ mà nói rằng: Ta đây là người các ngươi đương tìm.
các ngươi đến đây có việc gì? Họ trả lời rằng, đội trưởng Cọt-ni là người công bình, kính sợ Đức Chúa Trời. Cả dân Giu-đa đều làm chứng tốt về người. Người đó đã bởi một vị thiên sứ thánh mà chịu mạng lệnh từ nơi cao rằng, phải mời ông về nhà và nghe lời ông. Phi-e-rơ bèn mời họ vào nhà và cho trọ lại đó. Ngày mai, Phi-e-rơ chờ dậy đi với họ. Có một vài người trong hàng anh em từ Giô-bê cùng đi với. Bữa sau đến thành Cê-sa-rê. Cọt-ni với bà con và bạn thiết mà người đã nhóm lại tại nhà mình đương chờ đợi. Phi-e-rơ vừa vào thì Cọt-ni ra rước, phục xuống dưới chân người mà lại. Nhưng Phi-e-rơ đỡ người dậy nói rằng, ngươi hãy đứng dậy, chính ta cũng chỉ là người mà thôi. Phi-e-rơ đương nói chuyện với Cọt-ni, bước vào thấy có nhiều người nhóm lại. Người nói cùng chúng rằng, người Giu-đa vốn không được phép giao thông với người ngoại quốc hay là tới nhà họ. Nhưng Đức Chúa Trời đã tỏ cho ta biết chẳng nên coi một người nào là ô uế hay chẳng sạch. Nên khi các ngươi đã sai tìm thì ta chẳng ngại gì mà đến đây. Vậy ta hỏi vì việc chi mà các ngươi mời ta đến? Cọt-ni trả lời rằng, đã 4 ngày nay, nhằm giờ thứ 9, tôi đứng ở nhà cầu nguyện, thình lình có một người mặc áo sáng lòa hiện ra trước mặt tôi mà phán rằng, hỡi Cọt-ni, lời cầu nguyện ngươi đã được nhậm, Đức Chúa Trời đã ghi nhớ việc bố thí của ngươi. Vậy ngươi hãy sai đến thành Giô-bê, mời Si-môn là Phi-e-rơ đến đây, người đương ở tại nhà Si-môn thợ thuộc gia gần biển. Tức thì tôi sai tìm ông, mà ông đến đây là rất phải. Vậy bây giờ thay thải chúng tôi đang ở trước mặt Đức Chúa Trời để nghe mọi điều Chúa đã dặn ông nói cho chúng tôi. Phi-e-rơ bèn mở miệng nói rằng, quả thật ta biết Đức Chúa Trời chẳng hề vị nể ai, nhưng trong các dân hễ ai kính sợ Ngài và làm sự công bình thì nấy được đẹp lòng Chúa. Ấy là lời Ngài đã phán cùng con cái Israel khi rao giảng tin lành về sự bình an bởi Đức Chúa Jesus Christ, tức là Chúa của loài người. Việc đã bắt đầu từ xứ Galilê rồi tràn ra trong cả xứ Giu-đê. Kế sau dân đã giảng ra phép báp-têm thì các ngươi biết rồi. Thế nào Đức Chúa Trời đã sức cho Đức Chúa Giê-xu ở Nazareth bằng Đức Thánh Linh và quyền phép, rồi Ngài đi từ nơi nọ qua chỗ kia làm phước và chữa lành hết thảy những người bị ma quỷ ức hiếp vì Đức Chúa Trời ở cùng Ngài. Chúng ta từng chứng kiến về mọi điều Ngài đã làm trong xứ người Giu-đa và tại thành Jerusalem. Chúng đã treo Ngài trên cây gỗ mà giết đi. Nhưng ngày thứ ba, Đức Chúa Trời đã khiến Ngài sống lại, lại cho Ngài được tỏ ra, chẳng hiện ra với cả dân chúng, nhưng với những kẻ làm chứng mà Đức Chúa Trời đã chọn trước, tức là với chúng ta, là kẻ đã ăn uống cùng Ngài sau khi Ngài từ trong kẻ chết sống lại. Lại, Ngài đã biểu chúng ta khá giảng dạy cho dân chúng và chứng quyết chính Ngài là đấng Đức Chúa Trời đã lập lên để đoán xét kẻ sống và kẻ chết. Hết thảy các đấng tiên tri đều làm chứng này về Ngài rằng, hễ ai tin Ngài thì được sự tha tội vì danh Ngài. Khi Phi-e-rơ đương nói thì Đức Thánh Linh giáng trên mọi người nghe đạo. Các tín đồ đã chịu phép cắt bì là những kẻ đồng đến với Phi-e-rơ đều lấy làm lạ, vì thấy sự ban cho Đức Thánh Linh cũng đổ ra trên người ngoại nữa, vì các tín đồ đó nghe họ nói tiếng ngoại quốc và khen ngợi Đức Chúa Trời. Bây giờ Phi-e-rơ lại cất tiếng nói rằng, người ta có thể từ chối nước về phép báp-têm cho những kẻ đã nhận lấy Đức Thánh Linh cũng như chúng ta chăng? Người lại truyền làm phép báp-têm cho họ nhân danh Đức Chúa Giê-xu Christ. Họ bèn nài người ở lại với mình một vài ngày. Chương 27. Đức Giê-hô-va phán cùng Mô-xe rằng, hãy truyền cho dân Israel rằng, khi nào có ai dùng loài người mà khấn nguyện thì ngươi hãy định giá cho, giá đó thuộc về Đức Giê-hô-va. Nếu ngươi định giá về một người nam từ 20 đến 60 tuổi thì hãy định cho 50 siếc lơ bạc tùy theo siếc lơ nơi thánh. Nếu là một người nữ, hãy định giá 30 siếc lơ bạc. Nếu là một đứa con trẻ từ 5 đến 20 tuổi thì hãy định giá 20 siếc lơ cho một đứa trai và 10 siếc lơ cho một đứa gái. Ví bằng một đứa trẻ từ 1 tháng đến 5 tuổi thì hãy định giá 5 siếc lơ bạc cho một đứa trai và 3 siếc lơ bạc cho một đứa gái.
Nếu một người già cả từ 60 tuổi trở lên, ngươi hãy định giá 15 siếc lơ bạc cho một người nam và 10 siếc lơ bạc cho một người nữ. Bằng người khấn nguyện rất nghèo khổ không nộp được giá tiền ngươi định, thì hãy đem đến trước mặt thầy tế lễ cho người nhất định cho. Thầy tế lễ sẽ tùy theo phương thế người khấn nguyện mà nhất định giá vậy. Nếu khấn nguyện về thú vật dùng làm của lễ dâng cho Đức Giê-hô-va, thì hễ con thú nào dâng cho Đức Giê-hô-va sẽ là vật thánh. Người ta không nên đổi hay là thế một con tốt cho một con xấu, hay là một con xấu cho một con tốt. Nếu thế một con nào cho một con khác, thì con này và con thế đều sẽ nên vật thánh. Nếu là thú vật ô uế không phép dùng làm của lễ dâng cho Đức Giê-hô-va, thì phải đem con thú đó đến trước mặt thầy tế lễ. Rồi thầy tế lễ sẽ tùy theo con thú xấu hay tốt mà định giá. Họ sẽ theo giá định của thầy tế lễ mà trả. Còn nếu muốn chuộc lại thì phải phụ thêm 1/5 giá của người định. Nếu ai biệt nhà mình ra thánh cho Đức Giê-hô-va, thì thầy tế lễ sẽ tùy theo nhà tốt hay xấu mà định giá. Họ phải nhận lấy giá của thầy tế lễ đã định. Còn nếu kẻ đã biệt nhà mình ra thánh muốn chuộc nó lại, thì phải phụ thêm 1/5 giá người đã định, rồi nhà sẽ thuộc về người. Nếu ai biệt một phần ruộng tổ nghiệp mình ra thánh cho Đức Giê-hô-va, thì ngươi hãy định giá tùy theo số họ gieo, nghĩa là cứ 50 siếc lơ bạc mỗi một ô me mạch nhà giống. Nếu biệt ruộng mình ra thánh từ năm Hân Hỷ, họ sẽ nhận giá ngươi định. Còn nếu họ biệt ruộng mình ra thánh sau năm Hân Hỷ, thì thầy tế lễ cứ theo số năm còn lại đến năm Hân Hỷ mà định giá ruộng và trừ lại giá ngươi định. Nếu người đã biệt ruộng mình ra thánh muốn chuộc nó lại, thì phải phụ thêm 1/5 giá ngươi định, rồi ruộng sẽ thuộc về người. Còn ví người không chuộc lại và người ta bán ruộng cho người khác, thì không được chuộc lại nữa. Khi đến năm Hân Hỷ, ruộng ra khỏi tay chủ mua thì sẽ trở nên thánh, biệt riêng ra cho Đức Giê-hô-va như một sở ruộng cấm. Nó sẽ làm sản nghiệp cho thầy tế lễ. Nếu ai biệt ra thánh cho Đức Giê-hô-va một sở ruộng mình mua, chứ chẳng phải của tổ nghiệp, thì thầy tế lễ sẽ tùy theo giá ngươi định mà đánh giá đến năm Hân Hỷ. Rồi chính trong ngày đó, người này phải nộp số tiền nhất định vì là một vật biệt riêng ra thánh cho Đức Giê-hô-va. Năm Hân Hỷ, ruộng đó sẽ trở về chủ bán, tức là trở về nguyên chủ. Vả, phàm các giá định đều cứ theo siếc lơ nơi thánh, một siếc lơ giá 20 gera. Song không ai được biệt ra thánh con đầu lòng của súc vật mình, hoặc bò hoặc chiên, vì các con đầu lòng theo phép đã thuộc về Đức Giê-hô-va rồi. Còn nếu là một con thú không sạch, họ phải tùy theo giá ngươi định phụ thêm 1/5 mà chuộc nó lại. Nếu con thú chẳng chuộc lại thì phải đem bán tùy theo giá định của ngươi. Phàm vật cấm, tức là hết thảy vật chi mà một người hằng dâng cho Đức Giê-hô-va do những của mình có, hoặc người, hoặc loài vật, hoặc ruộng tổ nghiệp, thì chẳng được phép bán, cũng không được phép chuộc lại. Hễ vật gì cấm thì biệt ra chí thánh cho Đức Giê-hô-va. Hễ ai đã bị phú cho Đức Giê-hô-va thì không được phép chuộc lại, họ hẳn phải bị giết. Phàm thuế 1/10 thổ sản, bất kỳ vật gieo hay là hoa quả của cây đều thuộc về Đức Giê-hô-va. Ấy là một vật thánh biệt riêng ra cho Đức Giê-hô-va. Nếu ai muốn chuộc lại vật chi về 1/10 của mình thì phải phụ thêm 1/5. Còn về 1/10 của bầy bò hay là chiên, tức là mọi vật chi đi ngang dưới gậy, con thứ 10 sẽ là thánh, biệt riêng ra thánh cho Đức Giê-hô-va. Họ không nên phân biệt con tốt hay là con xấu, và cũng không nên đổi. Nếu đổi thì con thú bị đổi và con đổi, cả hai đều biệt riêng ra thánh, không phép chuộc nó lại. Đó là các mạng lệnh mà Đức Giê-hô-va truyền cho Môi-se về dân Israel tại trên núi Sinai. Sách Dân Số Ký, chương 1. Ngày mùng 1 tháng 2, năm thứ 2 sau khi dân Israel ra khỏi xứ Ai Cập, Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se ở trong hội mạc tại đồng vắng Sinai mà rằng: Hãy dựng sổ cả hội dân Israel theo họ hàng và tông tộc của họ. Cứ đếm từng tên của hết thảy nam đinh
từ 20 tuổi sắp lên, tức là mọi người trong Israel đi ra trận được. Ngươi và A-rôn sẽ kê sổ chúng nó tùy theo đội ngũ của họ. Trong mỗi chi phái phải có một người giúp đỡ các ngươi, tức là người làm tộc trưởng của chi phái mình. Đây là tên những người sẽ giúp đỡ các ngươi. Về chi phái Ruben, Elishu, con trai của Sedeo. Về chi phái Simeon, Shelumien, con trai của Surihadai. Về chi phái Yuda, Nahashon, con trai của Aminadab. Về chi phái Issachar, Nathanael, con trai của Sua. Về chi phái Sabulon, Eliab, con trai của Helon. Về con cháu Joseph, nghĩa là về chi phái Ephraim, Elishama, con trai của Amihud. Về chi phái Manasse, Gamaliel, con trai của Phê-đác-su. Về chi phái Benjamin, Abidan, con trai của Gideoni. Về chi phái Dan, Ahiese, con trai của Amishadai. Về chi phái Ashe, Phagien, con trai của Abran. Về chi phái Gác, Eliasap, con trai của Deuen. Về chi phái Nephtali, Ahira, con trai của Enan. Đó là những người được gọi từ trong hội chúng, vốn là quan trưởng của các chi phái tổ phụ mình và là quan tướng quân đội Israel. Vậy, Môi-se và A-rôn nhận lấy các người ấy mà đã được xướng tên. Đến ngày mùng 1 tháng 2, truyền nhóm cả hội chúng, cứ kể tên từng người từ 20 tuổi sắp lên mà nhập sổ theo họ hàng và tông tộc của họ. Vậy, Môi-se kê sổ chúng nó tại đồng vắng Sinai, y như Đức Giê-hô-va đã phán dặn. Con cháu Ruben là trưởng nam của Israel, dòng dõi họ tùy theo họ hàng và tông tộc mình. Cứ kể từng tên của hết thảy nam đinh từ 20 tuổi sắp lên, tức là mọi người trong chi phái Ruben đi ra trận được. Số là 46.500. Con cháu Simeon, dòng dõi họ tùy theo họ hàng và tông tộc mình. Cứ kể từng tên của hết thảy nam đinh từ 20 tuổi sắp lên, tức là mọi người trong chi phái Simeon đi ra trận được. Số là 59.300. Con cháu Gác, dòng dõi họ tùy theo họ hàng và tông tộc mình. Cứ kể từng tên từ 20 tuổi sắp lên, tức là mọi người trong chi phái Gác đi ra trận được. Số là 45.650. Con cháu Giu-đa, dòng dõi họ tùy theo họ hàng và tông tộc mình. Cứ kể từng tên từ 20 tuổi sắp lên, tức là mọi người trong chi phái Giu-đa đi ra trận được. Số là 74.600. Con cháu của Issachar, dòng dõi họ tùy theo họ hàng và tông tộc mình. Cứ kể từng tên từ 20 tuổi sắp lên, tức là mọi người trong chi phái Issachar đi ra trận được. Số là 54.400. Con cháu của Sabulon, dòng dõi họ tùy theo họ hàng và tông tộc mình. Cứ kể từng tên từ 20 tuổi sắp lên, tức là mọi người trong chi phái Sabulon đi ra trận được. Số là 57.400. Về hậu tự Joseph là con cháu Ephraim, dòng dõi họ tùy theo họ hàng và tông tộc mình. Cứ kể từng tên từ 20 tuổi sắp lên, tức là mọi người trong chi phái Ephraim đi ra trận được. Số là 40.500. Con cháu Manasse, dòng dõi họ tùy theo họ hàng và tông tộc mình. Cứ kể từng tên từ 20 tuổi sắp lên, tức là mọi người trong chi phái Manasse đi ra trận được. Số là 32.200. Con cháu Benjamin, dòng dõi họ tùy theo họ hàng và tông tộc mình. Cứ kể từng tên từ 20 tuổi sắp lên, tức là mọi người trong chi phái Benjamin đi ra trận được. Số là 35.400. Con cháu Dan, dòng dõi họ tùy theo họ hàng và tông tộc mình. Cứ kể từng tên từ 20 tuổi sắp lên, tức là mọi người trong chi phái Dan đi ra trận được. Số là 62.700. Con cháu Ashe, dòng dõi họ tùy theo họ hàng và tông tộc mình. Cứ kể từng tên từ 20 tuổi sắp lên,
tức là mọi người trong chi phái A-xe đi ra trận được, số là 41.500. Con cháu Nephtali, dòng dõi họ tùy theo họ hàng và tông tộc mình, cứ kể từng tên, từ 20 tuổi sắp lên, tức là mọi người trong chi phái Nephtali đi ra trận được, số là 53.400. Đó là những người mà Môi-se, A-rôn và 12 quan trưởng Israel kê sổ, mỗi quan trưởng kê sổ cho tông tộc mình. Thế thì, hết thảy những người trong dân Israel đã được nhập sổ tùy theo tông tộc mình, từ 20 tuổi sắp lên, tức là mọi người trong Israel đi ra trận được, số là 603.550. Nhưng người Lê-vi, theo chi phái tổ phụ mình, không kê sổ chung với những chi phái khác, vì Đức Giê-hô-va có phán cùng Môi-se rằng: "Ngươi chớ kê sổ chi phái Lê-vi và cũng đừng dựng bộ họ chung với dân Israel. Nhưng hãy cắt phần người Lê-vi coi sóc đền tạm chứng cớ, hết thảy đồ đạc và các món thuộc về đền tạm. Ấy là người Lê-vi sẽ chuyên vận đền tạm và hết thảy đồ đạc nó, cùng sẽ làm công việc về đền tạm và đóng trại ở chung quanh đền tạm. Khi nào đền tạm dời chỗ, thì người Lê-vi sẽ tháo dỡ nó. Khi nào đền tạm dừng lại, thì họ sẽ dựng nó lên, còn người ngoại đến gần sẽ bị xử tử. Dân Israel, mỗi người phải đóng ở trong trại quân mình, và mỗi trại quân từng đội ngũ phải đóng gần bên ngọn cờ mình. Nhưng người Lê-vi sẽ đóng trại chung quanh đền tạm chứng cớ, để đừng có sự giận dữ cùng hội dân Israel. Người Lê-vi sẽ coi sóc đền tạm chứng cớ. Dân Israel làm y như mọi điều Đức Giê-hô-va đã phán dặn Môi-se vậy." Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin Thánh Linh Chúa hãy bày tỏ cho con biết, Ngài dạy dỗ hay ấn chứng cho con điều gì qua lời của Ngài. Xin lời của Ngài được linh hồn con ăn nuốt vào trong tấm lòng và tâm trí của con mỗi ngày thêm lên lời của Ngài, để linh hồn con được tăng trưởng, thêm lên đức tin đặt để nơi Ngài. Xin Chúa cho con biết về Ngài nhiều hơn và con khát khao mối quan hệ mật thiết với Ngài nhiều hơn. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài, mỗi ngày mới Ngài ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giê-xu Christ thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như: ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh ghét, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báo của Ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dẫy con. Chúa ơi, những bông trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dẫy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong Ngài. Con cảm ơn Chúa. Con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu Christ. Amen. Cảm ơn bạn đã nghe chương trình Tĩnh Nguyện Radio buổi sáng. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách like, chia sẻ chương trình tĩnh nguyện rộng rãi trên mạng Internet cộng đồng. Cảm ơn bạn. Hẹn bạn tĩnh nguyện tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.